Sáng nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề văn nghệ sĩ góp phần phát triển không gian văn hóa công cộng trên địa bàn thành phố. Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết chủ trì hội nghị. Cùng chủ trì có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cao Thị Huyền Trân và Trưởng Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Đình Khánh Vân. Cùng dự có Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Lê Minh Trung. Tại hội nghị, nhiều ý kiến, kiến nghị, góp ý, tâm huyết đã được các văn nghệ sĩ gửi đến các cấp chính quyền thành phố. Trong đó nổi bật là các vấn đề về biểu diễn âm nhạc đương đại trên sân khấu ngoài trời Đà Nẵng, các điểm chụp ảnh check-in du lịch, phát triển không gian văn hóa qua nghệ thuật cộng đồng, phát triển không gian điêu khắc trên địa bàn thành phố, phát triển không gian biểu diễn nghệ thuật dân ca bài chòi, phát triển nghệ thuật tuồng và đưa tuồng đến với công chúng. Trên sân khấu ngoài trời thì lại thiếu vắng sự xuất hiện của toàn bộ chương trình đã từng đạt giải tại hội diễn liên hoan. Phải chăng nhà tổ chức quên rằng như vậy là thiệt thòi cho cộng đồng và không cảm thấu được sự thưởng thức của đông đảo công chúng là vô cùng cần thiết để phát huy thành quả của nghệ sĩ và để thấy rõ việc đầu tư của nhà nước cho các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp cũng như không chuyên để xứng đáng có hiệu quả thiết thực khi phục vụ công chúng, các tầng lớp nhân dân. Mặt hạn chế này phải chăng xuất phát từ nhiều nguyên nhân, song trọng tâm nhất khi họ nêu lên lý do thiếu nguồn kinh phí đầu tư để tổ chức công diễn bên ngoài không gian khán phòng nhà hát. Nghệ thuật sắp đặt và tranh bích họa hoành tráng là những công trình nghệ thuật có tính biểu hiện cao, được khắc họa một cách cố đồng bằng những đường nét, màu sắc, mạng khối, bố cục và ý tưởng sáng tạo, đóng vai trò quan trọng như một bảo tàng văn hóa mỹ thuật ngoài trời, mang tính thẩm mỹ, tính giáo dục truyền thống, lịch sử, văn hóa trong cộng đồng dân cư. Chính vì vậy, việc tạo ra những điểm nhấn trong đô thị bằng những công trình nghệ thuật cộng đồng có quy mô phù hợp sẽ góp phần làm cho Đà Nẵng có những điểm nhấn khác biệt so với những đô thị khác. Phát biểu giải trình tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh khẳng định chính quyền thành phố luôn quan tâm đầu tư và xem giá trị văn hóa là một động lực quan trọng cho sự phát triển, đồng thời nhấn mạnh thời gian đến, thành phố sẽ tiếp tục quan tâm đến đầu tư văn hóa. Cụ thể, những đề án về phát triển văn hóa đã được ban hành với nguồn kinh phí không nhỏ. Cùng với đó, Ủy ban Nhân dân thành phố đã giao Sở Văn hóa Thể thao xây dựng đề án phát triển văn hóa xã hội hài hòa phù hợp với phát triển kinh tế, xây dựng văn hóa con người Đà Nẵng có bản sắc riêng. Ngân sách thành phố nó khó khăn thì khó khăn, nhưng chúng tôi hứa là đảm bảo cho các hoạt động của văn học nghệ thuật trên thành phố, trên cái diện mà mang tính chất định hướng, tính chất chung và thành phố chưa bao giờ và sẽ không bao giờ và luôn luôn tạo điều kiện để các văn nghệ sĩ thể hiện cái sáng tạo của mình, có những cái tác sản phẩm tốt thì chúng tôi luôn luôn ghi nhận và sẽ phát triển nếu đó là nó đáp ứng được cái thị hiếu đông đảo của người dân. Thì về phía chính quyền thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền để mà làm phong phú thêm cái văn hóa và đầu tư cho không gian văn hóa. Thưa các đồng chí lãnh đạo các sở ngành, lãnh đạo ủy ban. Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận, cảm ơn các ý kiến đóng góp đầy tâm huyết của cử tri, thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với sự phát triển văn hóa nói chung và phát triển không gian văn hóa công cộng của thành phố trong thời gian đến. Đồng thời đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố cần chú trọng việc quy hoạch không gian văn hóa công cộng của thành phố. Đây là vấn đề cần quan tâm và ưu tiên hàng đầu trong giai đoạn trước mắt. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố khẳng định, để phát huy có hiệu quả giá trị văn hóa, tạo động lực đột phá cho sự phát triển thành phố, đây không phải là câu chuyện của riêng ai, mà cần sự vào cuộc của tất cả các bên. Vấn đề ở đây là quyết tâm để mà thay đổi, quyết tâm để mà phát triển và quyết tâm để mà góp phần. Mỗi người mỗi tay, nhà nước, chính quyền có cơ chế, có chính sách, người nghệ sĩ phải có tác phẩm và có sự hấp dẫn của tác phẩm đó. Rồi người dân cũng phải cổ vũ ủng hộ và góp phần tôn tạo và phát triển không gian văn hóa này. Nhà đầu tư, doanh nghiệp cũng phải là có cái tình cảm, tình yêu và sự quan tâm đầu tư và có thể nói là ít quan tâm tới lợi nhuận trong vấn đề văn hóa này.
thì mỗi người một tay như thế thì mới góp phần phát triển được cái không gian văn hóa công cộng này. Thưa các đồng chí lãnh đạo các sở ngành, lãnh đạo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, Hội đồng nhân dân thành phố sẽ xem xét làm sao để cân đối hài hòa giữa mong muốn về mặt đầu tư và nguồn lực hiện có của thành phố trong quy hoạch cho cả giai đoạn sắp tới để đảm bảo việc phát triển văn hóa ngang bằng với phát triển kinh tế. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố cũng lưu ý các đơn vị liên quan phải hết sức quan tâm không gian công cộng trên địa bàn thành phố để mọi người dân đều tiếp cận dễ dàng, tiện nghi.